Xin chào tất cả cô chú đến với kênh Cưa Cây Đồng Tháp. Hôm nay mấy anh em mình có mặt tại Lung Cá Chê thuộc huyện thuộc xã Long Thắng, huyện Lê Dung, tỉnh Đồng Tháp nha. Mấy anh em cưa cây bạch đàn này nè mọi người. Bạch đàn ven lộ sát dây điện với nhà. Anh Duyên mình xíu khoát nha mọi người. Anh nay lên là đóng chữ chữ rồi, nay không thèm leo cây nào chứ mà. Nên mình dọn cho xe chạy nha mọi người. Anh mình sẽ treo nhánh này nha mọi người. Anh Duyên mình buộc dây vàng, mấy anh em mình đốt luôn nha. Thank you.
dẹp cái cọp đi. Trời ơi trời. Để dẹp 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 mà đóng đá, đóng lá đi là ngã luôn xong luôn á. Anh Duyên mình tiếp đất an toàn nha mọi người. Còn cắn 2 mét hai bên kìa. Cái này mình có mấy anh em mình có nhờ mấy anh em kéo phụ dây nghe mọi người. Nên mình đang nghiên cứu cái miệng rồi, coi có đúng vị trí chưa. Oh,
Kết thúc video tại đây nha mọi người.